Xin chào các bạn, hôm nay cuối tuần được nghỉ, mình có đưa gia đình lên bản chơi. Mùa này ở trên mình ruộng lúa đang sắp vào độ chín, ruộng bậc thang nhìn rất là đẹp ạ. Tình cờ thì mình có gặp một cụ bà người Dao, cụ bán rất là nhiều cá ruộng, chúng ta cùng vào xem nhé. Không bắt được á? Bà về bắt đi. Bên bắt đâu? Nó ở ruộng à? Vâng. Nhiều nhờ. Vâng. Ra xem nào. Đây con cá lóc. Cá lóc đồng đúng không? Bà gọi con này là con cá gì? Ở trên thì ở đây gọi là con gì? Ở đây thì nó gọi nó gọi là con gì? Cá cho mã đây. Cho mã. Đây là cá tiếng mã. Tiếng Dao chứ nhỉ? Ừ, tiếng Dao. Dao. Con này, cái con này gọi là con cá gì? Bia đèn. Dừa đèn à hay cái gì? Ở trên thì bia đèn. À, con cá cờ đấy nhưng toàn cá con nhỉ? Có con to con nó mới đẹp. Nhưng mà nuôi con này nó toàn nhảy thôi. Đây đang bắt được. Cho xem lọ kia nào, lọ kia toàn cá con kìa. Sao mùa này nó ra nhiều thế? Đẹp nhỉ, con cá cờ. Nhưng mà bây giờ là nó xách về đường. Bà ngồi đây lâu không? Đi đến bao giờ bà tối, về? Sắp tối mới về. À sắp mình tối mới về á? Mình làm ruộng đây. À làm ruộng ở đây. À đến mấy giờ thì bà về? Tầm mấy giờ bà mới về? 5 giờ. 5 giờ à? À thế nên mà tí cháu xuống kịp thì cháu mua nhá. Không bây giờ cháu xách đi không xách được đâu. Đẹp nhỉ. Thôi đi chơi đi. Ờ sợ tí xuống muộn quá thôi. Thì bán rẻ cháu mua hết cho. Nhà cháu có mấy cái bể cá to lắm. Nôm nôm.